Các con chuẩn bị nguyên vật liệu như sau. Để áp bộ màu, em sử dụng màu đỏ để làm hoa và màu xanh để làm lá, cùng với ẩm hút màu trắng để làm khung. Chạm cắt và dùng bằng keo nến. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ khung. Khung ở đây sẽ là khung hình vuông. Đang kéo các thành. Như vậy chúng ta đã xong phần khung màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt hoa. Hoa ở đây mình sẽ sử dụng băng để màu đỏ. We'll be right back.
Nơi chúng ta đã pha xong một bông hoa. Đầu tiên trang trí này. Xin chào và hẹn gặp lại.